Vâng, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị quan khách. Xin trân trọng kính chào quý thầy cô, các anh chị, cán bộ, công nhân viên và các học sinh các khối 9, 10, 12 đã đến tham dự buổi lễ kỷ niệm 5 năm thành lập trường trung học cơ sở trung học phổ thông Trung Thiện Lý. Kính thưa quý vị đại biểu, cách đây hơn 20 năm, khi bắt tay xây dựng vùng đầm lầy hoang hóa xưa kia thành khu đô thị hiện đại như ngày nay, gia đình ông bà Lawrence Lee, tên tiếng Việt là Đinh Thiện Lý, đã ấp ủ một giấc mơ. Đó là giấc mơ về nhân sinh, xã hội, về một môi trường giáo dục hiện đại, phi lợi nhuận, đào tạo nhân tài cho Việt Nam. Một giấc mơ đầy nhân văn. When the Lawrence Lee family set out to transform the deserted marshland into one of Vietnam's most modern urban areas, they had the dream. It was the dream of creating a modern, non-profit educational environment that would nurture and develop Vietnam's leaders of the future. It was a dream that ended bettering human lives and society at large. Được sự ủng hộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ước mơ ấy đã thực sự đâm chồi nảy lộc khi công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng và gia đình ông bà Lawrence Lee quyết định đầu tư 20 triệu USD để xây dựng trường. With the support from the Ho Chi Minh City Department of Education and Training, this dream was realized when the Phú Mỹ Hưng Corporation and the Lawrence Lee family decided to invest 20 million US dollars to build the school. Và ngày 6 tháng 6 năm 2008, trường trung học cơ sở trung học phổ thông Đinh Thiện Lý đã được thành lập theo giấy phép số 2423/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. On the 6th of June 2008, Lawrence Lee School was established under the license 2423/QĐ-UBND issued by Ho Chi Minh City People's Committee. Hôm nay, ngày 29 tháng 9 năm 2012, chúng ta cùng họp mặt tại đây, cùng nhìn lại hành trình 5 năm, một chặng đường phát triển của nhà trường. Today, on the 29th of September 2012, we are assembled here to reminisce the past 5-year journey of the school. Kính thưa quý vị quan khách, quý thầy cô và các anh chị cán bộ công nhân viên, 5 năm qua, từ khi ra đời và trên hành trình phát triển của mình, trường Đinh Thiện Lý luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các ngành, các cấp. Và hôm nay, nhân dịp lễ kỷ niệm 5 năm thành lập trường, chúng ta vui mừng đón tiếp các quý vị đại biểu đến tham dự buổi lễ. During the past 5 years, on its journey from the very early stage, LSTS has always been cared for and supported by several governmental sectors. Today, on the 5th year anniversary ceremony of LSTS, it is our pleasure to welcome our honored guests. Về phía lãnh đạo ngành giáo dục, chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp và xin trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Công Minh, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
Với phía đại diện trường SSE, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Quang Minh Phong, giám đốc hành chính của trường SSE. Bây giờ buổi lễ kỷ niệm hôm nay, chúng tôi cũng hân hạnh được đón tiếp và xin trân trọng giới thiệu thầy Lê Văn Nga, nguyên hiệu trưởng trường trung học cơ sở. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quốc Lộc, giám đốc trung tâm ngoại ngữ trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên thành viên ban trị sự trường. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thiêm, nguyên trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2008-2011. Về phía cha mẹ học sinh, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lê Khánh, phó ban đại diện cha mẹ học sinh.